đi không? Đi mua quần áo không? Xem không? Mình có mua mua đấy. Tôi em chẳng mua ở ngoài đấy em thiếu rồi. Thế thôi. Xem gì? Tao tại đây đang đói nhăn răng. Chờ răng đâu có. Nhìn nhìn nó phát trực tiếp và đẹp. Thích ghéo len lắm mà. Qua 700 mấy mà còn ngắm nữa. Ở đấy á? Nhìn. Ở đấy á? Ừ. Đi sang em mua cho cái. Mày vào lít thì anh ấy xem có ưng không thì thôi đi sang đấy mà xem. Ý đang nói vào xây của nó. Cứ đi đi, tiện thể đằng nào em cũng sang đấy muốn mua ít đồ ăn linh tinh tí về ăn cơm xong rồi mới về. Thế đi, cứ đi xe máy đi. Chị lấy xe máy đi, chị đèo em. Nó đi. Ớt ức gì. Chị cầm sạc điện thoại đi không, cho em sạc phát. Không, xin chị anh một có. Thế á? Anh ơi, anh với cho em mượn cái sạc của ông. Hả? Nhớ cái đường nào đi, đi xe máy nhỉ? Cho em sạc 2 phút thôi. Cho đi, đi thôi, chị em chị. Ôi, xin quá, bố, xe máy thôi. Đếm đi sợ. Đếm đi sợ. Chưa đi không? Đó, đi. Đi luôn đó, 2 tiếng nữa. Xe máy làm không vậy? Chị đi ô tô chắc. Hay chị đi xe đạp? Có khẩu trang không? Có khẩu trang. Ôi giời, có khẩu trang chứ, không có khẩu trang này em. Ủa Huy, em đi vào hỏi ông họ có khẩu trang cho gì ấy nữa.